Rồi hai tất cả các bạn ha. Rồi thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn cái cách mà mình chơi game ở cửa sổ màn hình Windows ha. Tất cả các game offline các bạn ha. Đây, mình nói ví dụ mình mở cái game đi ha. Ví dụ như game Tam Quốc, mình đây Tam Quốc Hoàng Hội đây, mình mở đây. Mở lên. Đó thì mình chơi là cửa sổ full màn hình ha các bạn ha. Đó. Đó là mình chơi game ở cửa sổ full màn hình ha. Đó, còn ví dụ như thay vì ví dụ như một số game, tuy nhiên thì tại do thì mình xài hai cái màn hình đó. Đó mình xài hai màn hình, tuy nhiên thì có một số game đây. Đó mình sử dụng hai màn hình, mình một màn hình đó mình hãy coi, một màn hình mình để làm việc ha. Được, cho mình nhấp coi cái game này nè. Đối với khi mình sử dụng hai màn hình đó bạn. Sử dụng hai màn hình như vậy á thì nó ví dụ bạn mở cái game mình đi. Đó, mình mở cái game mà hồi xưa mình chơi cũng lâu rồi nhưng mà tuy nhiên thì nó sẽ báo lỗi các bạn ha. Đây, mà mở lên nó báo lỗi nè, nè nó để như là không thể tìm thấy cái hỗ trợ hiển thị, cái kiểu mà hỗ trợ hiển thị như vậy. Nó không có tìm thấy, do đó nó cũng có trường hợp bị lỗi. Đôi khi thì ngay là người ta xài hai màn hình rất là nhiều các bạn ha. Một cái màn hình thường thường các bạn hay làm việc, một cái màn hình còn lại có thể là cho cháu hay cho con, rồi nó coi phim hay gì đó vân vân. Đó, tuy nhiên thì do đó thì hay là những trong quá trình bạn vừa chơi game hay là những cái game game mini, game nhỏ hay đó vân vân, bạn muốn chơi ở cái độ chữ cửa sổ nhỏ, ví dụ như là để tắt để nó bị lỗi cái này để không, có nghĩa là nó bị lỗi ha. Mình khi mình để hai màn hình thì một số game mở lên nó không mở được ha, nó bị lỗi. Thế liên minh thì mình chơi được, ví dụ hay là mình chơi Yugi đi, game ví dụ Yugi Kabay đi. Đó, cái game Yugi Kabay thì nó có sẵn cái màn hình Windows, bạn chỉnh nó chế độ màn hình Windows, chế độ full cũng được, mình không nói tới. Một số game á, thì nó cũ, nó có bị lỗi hả bạn ha. Thì bây giờ thì ở đây cái game này là Yugi này, nó có lựa chọn chỉnh full màn hình ha bạn, với lại full game nè. Đó với lại màn hình cửa sổ. Đó, tuy nhiên thì đó, đây không nói. Còn ví dụ một số game, ví dụ như bạn muốn chơi ở cửa sổ màn hình Windows thôi, tất cả game offline mình nhé, chơi giải trí, lâu lâu chơi giải trí, vừa chơi vừa làm việc đó thì mình phải làm như nào. Rồi thì hôm nay mình chia sẻ mình bạn chơi chơi game trên màn hình cửa sổ màn hình Windows ha. Rồi bạn mở rồi cho bạn tải cái phần mềm này về nè, bạn tải lịch rồi cho bạn tải về. Rồi mở lên ha, bạn vô Google bạn lít thôi, không có cần bạn gõ ha, tải phần mềm nhiều lắm. Nói chung phần mềm này nó cũng ở đâu nó cũng cho tải miễn phí, phần mềm miễn phí bạn tải phần mềm ha, D D X W N D ha. Đó là phần mềm tên gì nè bạn, đó D X W N D đó, enter cái nó có đầy 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 đủ luôn ha bạn ha. Đây download DLND 2.beta đây nè. Đây cho Win 7, 70, Win 10, Win 8, Win 7 luôn ha, đầy đủ hết trơn. Đó. Link bất kỳ trang web nào nó cũng có phần mềm này, cũng miễn phí mà cũng dễ. Đây, biểu tượng nó vậy. Đó, bạn link bất kỳ bằng cái nào bạn tải xuống cũng được, thấy không? Bạn download xuống ha, tải xuống. Rồi. Còn bạn bạn nào mà tải không được á thì mình sẽ chúc mình để đường link cho bạn bạn tải luôn ha. Để link thì sau khi tải bằng tải ra thì bạn giải nén ra thì toàn bộ cái giải nén ra thì toàn bộ nó thứ mục nó gì đó. Đây mình có tải về mình để sẵn rồi đây, thì thứ mục nó như vậy, đây có sẵn đây ha. Rồi đầu tiên bạn double click một và bạn mở nó, mở chạy mở lên đó. Thì tại do mình có add sẵn cái hai cái game này ở trong đây rồi nè. Hồi hồi nãy cái game này nãy nè, bạn mở là mở lại cho bạn coi ha, bạn mở lại mình mở lại thấy không, nó bây giờ nó không còn full màn hình không, nó ở trong mỗi khung hình không, nó đơn giản không, mình chơi mà hết. Còn cái này hay chỗ là bạn có thể kéo rộng cái độ phân giải ra nè, đó nghĩa là kéo rộng được phân giải bất kỳ cái nào luôn đó, mình chơi ở nhiệt ở độ dài nhiều đó thấy không, là cũng được ha, nó lại hay do đó đó, hay không đó, nó hay do đó đó, mình muốn chơi muốn co giãn cái độ phân giải nó như thế nào cũng được đó, mà muốn kéo nó ra nè đó, không coi lại không nó dễ nhìn nó sao không được, nó tùy bạn không, nó hay vô đó này, nó co giãn luôn. Rồi mình tắt ha. Còn hồi nãy cái game này đây, hồi nãy là mình cũng mình đang đang mở hai chế độ, hai màn hình tivi
Đây màn hình hai màn hình TV mình cũng đang 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 mở đây bạn thấy không? Đó mình chơi sử dụng hai màn hình. Do đó khi mình chơi cái game Battle á, chơi lại nó lại lại báo lỗi, nó không cho mình chơi. Tại vì nó báo là nó không có cái kiểu hiển thị màn hình. Đó là hai màn hình đó mình đang sử dụng hai màn hình. Tuy nhiên hiện tại mình đưa vô cái này mà cửa sổ Windows này nó vẫn chơi được các bạn ha, mình mở ra cho bạn coi. Đó thì cái cách mà thực hiện này như thế nào thì chút mình chia sẻ với bạn đó hay không, hay không mở lên là được liền không, là bắt stream theo bình thường bắt stream không đó, được không đó, vô liền đó. Cái game này chơi cũng rất là thú vị nha bạn nha, game này hồi nhỏ mình chơi rất là thú vị đó. Cốt truyện cũng rất là hay đó, bắt stream đó mình vô mình chơi đó. Hồi nãy là chơi không được các bạn ha. Đó ok bạn, thì bây giờ thực hiện như thế nào thì dễ lắm. Bây giờ mình thử xóa này đi rồi mình thử làm lại cho bạn coi ha. Rồi xóa đi Ethereum đi. Rồi mình xóa đi. Xóa đi. Thật sự mình xóa đi nhưng mà mình bạn lít ra ngoài chơi vẫn không được, tại vì khi trừ khi bạn chuyển về chế độ một màn hình đó thì mới chơi được, còn còn hai màn hình không có chơi được các bạn ha. Đó giờ khi sau khi bạn bạn tải về bạn mở lên thì nó có biểu tượng hình ảnh vậy ha. Nó có hai cách, một là bạn mở cái đường dẫn cho chơi bạn lên. Ở đây lỗi nữa không, bị lỗi nữa rồi. Ok rồi, tại do cái game này nó không hiển thị được cái màn hình, nó bị bấm hai lần thì nó hiển thị lỗi. Rồi ví dụ ha, mình muốn add, add cái game game Tam Quốc Quần Thoại 7 hay Sanco 7 này nè vào ha, thì mình chọn tới đường dẫn của game, mình mở cho dễ. Mình chia sẻ bằng cách đơn giản luôn nha, đó đơn giản nhất luôn đó. Rồi mở game rồi đường dẫn game vô game mình đây, mình lưu đây. Rồi hay gì mình bấm bấm lay để gì mình cầm cái cầm này mình kéo đường lay vô đây, mình kéo cái đây hiểu này, một cái bảng sẽ hiện thị là hiển thị lên ha, thì đơn giản thôi đó. Đơn giản sau khi còn cái tên game trên trên hiển thị trên đây, các bạn muốn đặt tên nào cũng được thì nó có sẵn vô đường, vô đường dẫn hết trơn đó. Kích thước 800x600 thì bạn cứ để mặc định 800x600 đi, thì một chút bạn muốn thay đổi như nào bạn thay đổi. Còn cái đây là cái độ giống như cái độ 3D á, mình thêm 50 thì cứ để y cũ bình thường, bạn muốn nó rộng hơn thì cứ để hơn tùy cái game của bạn. Rồi mình dùng mình tên, ví dụ như mình ghi là cái game Tam Quốc đi, rồi đặt cái tên Tam Quốc được hay mình không đặt cũng được, nó sẽ hiển thị tên game đó, Tam Quốc này không chịu bỏ dấu. Rồi Tam Quốc đi đó, ok bạn bấm ok là xong, rất là đơn giản ha. Đó mở lên cái đó lên ha bạn ha, rất là đơn giản các bạn ha, đó rất là nhanh đó. Ok nó không lên chơi lại, ok rồi ok bạn. Rồi tiếp theo chưa, ví dụ như còn đối với game này mà bạn lỡ sử dụng hai màn hình thì sao, hay là mày sau này thì trước sau có lâu đôi khi những lúc trường hợp bạn sẽ gặp lại phải trường hợp này thì mình sẵn đây mình chia sẻ với bạn luôn. Ví dụ battery mình đây, cái đường dẫn mình nằm đây, rồi nằm đây đây mình cũng kéo vô y hệt vậy luôn, nó đơn giản lắm, chỉ bạn ngắn gọn cho bạn dễ bằng nhanh đó. Rồi vô ví dụ mình ghi là battle game, ví dụ vậy. Đó, ví dụ tên Bathroom. Rồi Bathroom ví dụ như vậy. Rồi bạn bấm ok. Không thì khi bấm bấm thì cũng theo hướng dẫn bình thường bấm ok ha. Rồi tuy nhiên khi bạn mở lên nó vẫn báo lỗi nha bạn. Đó báo lỗi mình coi, mình mở lên nha, mình chờ xíu đang lên. Đập một cái đồ này. Rồi đây bạn chơi nó vẫn báo lỗi ha bạn ha, giống y hệt đó. Thì ở đâu thì bây giờ bạn có thể chỉnh sửa cái này, bạn lít vô cái game, bạn lít chuột phải ha, rồi bạn chọn modify ha, rồi đó điều chỉnh, rồi nó mở lại màn hình điều chỉnh này ha. Thì cái chỗ monitor này đó, bạn phải xác định là cái màn hình hiện tại của mình đó, là màn hình thứ mấy đây đây, tại do mình sử dụng hai màn hình thì nó sẽ hiện một hai màn hình trong đây. Rồi mình lít chuột phải bạn, mình cho bạn coi màn hình đây. Đây đây cái màn hình hiển thị của mình nó hiện tại là mình đang hiển thị màn hình thứ hai ha, đó là màn hình số 2 đây đó, mình đang lít màn hình hiển thị màn hình thứ hai đó, màn hình thứ hai của mình là màn hình bự. Cái mình đang active con trỏ trên trên màn hình thứ hai, màn hình bự thì nó sẽ hiển thị màn hình bự không. Rồi bạn bấm bạn biết bạn mở lên màn hình biết ha, đó cái này là do bấm hai lần do nó báo lỗi hai lần. Rồi thì bây giờ màn hình monitor mình sẽ chuyển thành cái màn hình monitor số 2 ha. Ok rồi số 2 đơn giản thôi. Rồi bấm ok đó. Rồi bây giờ bạn mở lên thử coi 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 game không bị lỗi không.
lúc đầu mình cũng không biết nữa, mình nói ủa thật kỳ vậy, cái mà game này lâu lắm rồi, mình nghĩ chắc nó bị game lâu quá nó bị lỗi. Nhưng cuối cùng mình phát hiện ra là nó hiện thị thông báo là mình cũng nghi ngờ là do mình sử dụng hai màn hình. Đó, thì bây giờ bạn lấm lay thử coi nó lay được không. Nó hơi lâu hả? Đọc lịch lên cái đó. Rồi nó lên ha bạn ha. Đây rõ ràng lên ha. Đó, không bị lỗi ha bạn ha. Đó ok bạn. Đó thì bạn có thể là zoom to hay là nhỏ mà bạn zoom full màn hình vẫn được. Để thẳng là màn hình là tự như zoom full ra. Đó. Rồi trời. Còn nếu bạn không thích thì bạn cứ đi. Còn pin nó lại. Đó. Đó, không biết, bạn cứ đẩy lên màn hình cho zoom full ra. Đó, bạn chơi. Đó, còn dù bạn muốn làm việc nào đó thì bạn vừa chơi bạn vừa làm việc đó ấy ha. Rồi ok các bạn ha. Thì cái bài chia sẻ của mình ở đây hết ha. Hy vọng là tất cả các bạn làm thực hiện là làm thành công. Rồi nếu bạn thấy video hữu ích thì có thể cho mình một like, một đăng ký hoặc là share video cho mọi người cùng xem. Rồi cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Rồi chào tất cả các bạn nha. Bye bye.